Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn một địa điểm mua sắt, xây dựng các loại phụ kiện về ngành sắt ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Đây, bên kia là cửa sắt, hàng sắt An Vũ Vinh, bán các loại sắt rất là rẻ. Bây giờ mình sẽ qua, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Các loại ngành sắt, các bạn nào có nhu cầu thì qua mua, rất là rẻ, hợp lý. Đây là cửa hàng này. Đó. Đây là toàn bộ cửa hàng này, bán các cái linh kiện về sắt này. Mình có mua qua đây, mình mua một sửa để xây nhà, sửa nhà của mình. Và quay hàng rào thì thấy ông chủ bán rất là rẻ, nhiệt tình. Nên là mình muốn quay, mình chia sẻ lại cho các bạn nha. Đây là địa chỉ này. Ở đây là địa chỉ là 954 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Quý Hữu, quận 9. Ha. Đây là mặt đường Nguyễn Duy Trinh này. Chạy thẳng cái mặt đường này xuống là xuống quận 9 ấy, là về cái Vinhome Grand Park quận 9 ấy. Đó, rồi chạy thẳng theo cái container này ngược lên trên. Từ đây lên trên khoảng cứ tầm một cây số nữa là vòng xoay Phú Hữu, cắt nhau mấy đường Võ Trí Công và khu nghệ cao đấy. Rồi gần ủy ban phường Phú Hữu. Rồi bây giờ mình sẽ quay tất cả các mặt hàng mà cái cửa hàng sắt An Phú Vinh để bán nhá. Đây là tất cả các loại mà đây bán tất cả các loại tôn này là những miếng tôn này chống dột chống giếc đấy. Rồi miếng này là miếng mặt cáo này, mặt cáo đục lỗ này. Đó. Ở đây là loại các cái đoạn lưới nhỏ lưới lớn, mình quay làm nuôi gà nuôi vịt, hoặc là đây B40 là rất là nhiều nhá. Đây hôm nọ mình mua B40 ở đây loại 1,5 m, giá rất là hợp lý rẻ. Đây có nhiều loại này, 1,5 m, 1,2 m, 1 m, 1,8 m, 2 m, nhiều lắm. Rồi cả những đây bên này là những cái tấm che nên là lấy sáng đó. Đó. Rồi bên trong này là bán sắt này, sắt ống này, sắt vuông, sắt hộp, loại đầy đủ các loại, loại dày, loại mỏng, loại ly một, ly hai, ly tư. Mình sẽ mua thấy giá cũng rất là hợp lý mà đúng gem đúng ly luôn. Và đằng dưới này là V này, các loại V, V4, V5, V3 đều có hết. Và đây là nữa là sắt cây sắt chữ Y này, chữ U này. Đó. Các bạn nào hàng xà gồ xà giếc là làm cái này là ok. Và các loại sơn nha, sơn này thì có cả sơn vịt và sơn cọi đều có hết luôn. Đây là phụ kiện bán rất nhiều loại phụ kiện về ngành sắt, về xây dựng, ngành gì cũng có luôn, sản phẩm gì cũng có. Đấy, và đây nữa này, đây là các cái phụ kiện chuyên về bán về phụ kiện về nắp cửa, các cái bàn lề khóa góc các cửa, thiết để kéo cửa này. Đây các bạn nhìn, mình cũng không có chuyên môn lắm nhưng mà cái này là phụ kiện về để cửa này, làm cửa. Đấy, bàn lề cửa, các loại ốc vít, các thứ có hết luôn. Và một số cái thanh này. Thanh này để làm cái gì nhỉ? Đó. Và cái này nữa. Chắc làm quầy, làm cậy đấy. Chắc lắp để làm quầy, làm cậy đấy. 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 Giờ cửa hàng rất là rộng. Kia ông chủ kìa. Đấy, ông chủ này ông mới đi chở hàng về đấy, mưa gió mà cũng phục vụ khách rất là nhiệt tình, cũng đi chở hàng về. Mình đang quay này là ngoài đang mưa đó, thấy không? Rồi đằng trong kia là có hàng nữa này, đằng trong kia. Bây giờ mình sẽ vào trong mình quay nhá, quay cho các bạn xem này. Rồi mình đi vào trong quay trong xem, xin phép ông chủ vào quay nhá. Đây là cả lưới B40 này. Ồ, cái này lưới 30, lưới nhỏ đấy, lưới nhỏ này. Lưới này bao tiền một mét đây? Này 30.000 mét. Ồ, giá cả hợp lý này. Cái này mà quay mà để nuôi gà nuôi vịt thì hơi bị luột đấy, đúng không? Đấy. Ở đây sắt này, sắt hộp như này. Đây có các loại là sắt hộp, mà sắt hộp lớn này, này 50 phải, rồi kia là 48 này, rất là nhiều. Đấy. Bao la loại sắt luôn nhá, các loại sắt. Này còn có các loại tôn nữa này, tôn này là tôn nhựa này,
làm các hộp tủ các thứ đủ các loại. Đấy, lấy sáng rồi tôn tấm lấy sáng rồi tấm chống xốp này, xốp tấm này để chống nóng này, chống lót này, đây lấy sáng đây này, và kia là tôn lá nữa kìa. Đấy, các loại tôn luôn nhá, nhiều lắm, cửa hàng này bán rất là nhiều. Đấy, cửa hàng bán rất là nhiều sản phẩm nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài mình quay một vòng nữa cho các bạn xem nhá, sắt rất là nhiều. Đây mình sẽ quay lại một vòng nữa cho các bạn xem, nếu mà các bạn nào có nhu cầu về sắt, các loại sắt, sắt ống, sắt hộp, sắt cây, sắt V đều có hết luôn, về các loại ngành về sơn rồi mắt cáo, lưới mắt cáo, rồi các cái ngành nghề loại về phụ kiện về làm cửa cổng, đấy, rồi làm dàn giáo gì đó, tủ kệ đều có hết luôn. Đấy. Thì khi đi bạn nào mà chưa biết ở khu vực quận 9 á, mà chưa biết cái địa điểm cửa hàng An Phú Vinh này, thì mình có để cái địa chỉ và cái sơ đồ chỉ dẫn ở Google Maps và cả số điện thoại của ông chủ luôn, chủ cửa hàng phục vụ rất là nhiệt tình, giá cả hợp lý, rất là hợp lý, bán buôn bán lẻ giá đều hợp lý luôn cho các bạn có nhu cầu khu vực quận 9 và bao trở luôn nhá, mưa gió là bao trở luôn. Các bạn nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ nhá, mình thấy địa điểm này là uy tín, giá cả hợp lý nên mình mới quay lại một cái video này để chia sẻ cho các anh em làm nghề về sắt, về xây dựng ở khu vực quận 9, Thủ Đức, quận 2 có nhu cầu cần mua những cái ngành lực liệu ngành sắt thì có thể ghé qua cửa hàng để mua các sản phẩm sắt để ủng hộ cho cửa hàng. Mình đảm bảo 100% là giá cả rất là hợp lý. Rồi, quay lại những cái loại sắt cho các bạn này. Sắt rèm riếc là đầy đủ luôn nhá. Dày ra dày, mỏng ra mỏng. Không bán gọi là mỏng bảo dày nên là các bạn cứ yên tâm. Giá cả hợp lý. Mình đi nhiều cửa hàng rồi, mình so sánh giá và chất lượng sản phẩm, mình thấy là nơi đây bán uy tín. Nên là mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Đó. Rồi, xin chào các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Rồi, xin chào.